Trời ơi hả? Xin kính chào quý bà con cô bác kinh canh của dung dân dung dẻ cho chú qua các cái con sắp qua. Dạ, chị chú yên tâm nha chú. Thì hiện nay là cũng đang trong phòng khám mà hôm nay thì cũng vẫn đang còn sung nữa nha. Ủa đi đâu đây? Đi đâu đây? Đi mặt tư với bạn anh. Rồi đi vô đây chi? Chị uống nước xong rồi. Chị đi. Từ khi làm căn tới giờ đi đâu ngang cô ba lấy hai cô ghé vô này kìa nha. Ở nhà nhớ anh Tùng không nha. Nay chào kinh dung dân như vậy. Chúc Tết giờ này. Cho tất cả bà con. Được dồi dào sức khỏe. Dân suy nghĩ được. Dân suy nghĩ hả? Rồi. Giá trị vay kinh dân dễ lên tới 100 ngàn. Triệu đi, bây giờ đang mơ triệu lần á. Chưa tới 100 rồi mơ tới 1 triệu. Trăm. Sáng lên trên 100 ngàn mình kiếm tiền trải đã tiền trước cho mới lên chị. Nói vậy chứ ước mơ 100 ngàn mà từ con có lúng rồi đó, bây giờ nó mới đang gần. Năm nay nói rồi, năm nay có mà. Năm nay có không? Bữa anh nói rồi nữa. Bữa anh với anh Hải nói cái gì sao ngôi sao mình vừa lên trên là lên liền không? Lên là lên liền. Mấy ngày hôm nay được. Phải làm được trăm. Y như anh Tùng với anh Hải nói, y như ở hai anh Sài Bói nói vậy đó cả nhà. Ba ghi ngồi chơi chị theo nha, chờ em xíu nha. Đâu anh đi cà phê với bạn anh, có gì một chút nói chiều á. Có gì gọi anh hẹn cái ngày. Dạ dạ. Tối nào trống. Dạ dạ dạ. Tại sao mai đến sớm em? Sáng mai à? Sáng mai về sớm nha. Ừ. 8 giờ 30 hay là 9 giờ gì cũng được. Nha. Dạ. Anh cảm ơn vậy. Dạ dạ. Cảm ơn anh Tùng. Rồi thì bây giờ thì nãy giờ là quay với anh Tùng, nhưng mà hôm nay không phải là quay với anh Tùng, là nhà có một vị khách rất là hello chị. Hello anh Hà, sát giờ xíu con cận giờ xíu. Rồi thì hiện nay thì Dung đang ngồi kế bên một khách hàng rất là đặc biệt cả nhà. Chị thì vừa mới làm răng xong, vừa mới gắn răng sứ xong đó. Thì bây giờ là cái tình trạng răng là vừa mới gắn xong tức thì đúng không chị? Vừa đi ăn thử luôn đúng không? Đúng. Rồi ăn thấy sao, cảm giác sao? Ok. Ok. Vậy đó hả? Khoan đã. Cho chị giới thiệu một xíu đã. Chị giới thiệu một xíu về mình đó chị. Giới thiệu con. Tên nè, rồi về từ đâu nè. Trời ơi, chưa bao giờ quay luôn á. Cậu đâu có sao đâu. Thôi bây giờ em hỏi là giờ giới thiệu tên thì chị giới thiệu sao? Chị tên Thi. Chị tên Thi, chị về từ đâu? Về từ Mỹ về. Từ Mỹ về. Rồi làm sao mà biết đến nha khoa Anna em? Chị coi qua cái kênh của Thiên Dừa. Đó. Sư phụ của Dung. Coi từ kênh sư phụ em. Xong rồi bắt đầu là xem qua kênh em xong rồi về. Nhưng mà chị á là fan ruột của Thiên Dừa. Fan ruột luôn. Lâu lắm rồi. Vậy đó hả? Coi từ mới luôn. Coi anh Cương từ mới luôn. Từ lúc Cương mới làm luôn. Rồi đó coi. Hãnh diện không cả nhà. Nhưng mà đặc biệt đó là hôm nay là Dung canh cả ngày hôm nay để quay với chị Thi đúng cả nhà biết tại sao. Chị Thi mới làm xong cái hàm răng sứ rất là đẹp cả nhà. Nó biến đổi cái nụ cười luôn á. Tại vì trước đây là cái răng chị nó bị sao ha? Nó bị méo, bị lợp, mất cái răng số 2. À không, mất cái răng cửa. Mất cái răng cửa xong cái răng số 2 nó chạy xéo qua luôn. Xong rồi nhìn cái không, hồi xưa cái đổ kế cái răng số 2 nó có cái răng nhỏ giống như răng đục. À. Nó chiếc siêu à, cái à cái răng nó bị nhỏ xíu xíu xong nó chì chì ra phải không? Buồn nhỏ răng. Nhỏ, tự mình nhỏ. Trời gì ghê vậy chị? Thiệt hả? Cái giống như nó cũng hơi luôn á. Giống như cứ đục nó hoài xong rồi quay luôn. À, xong rồi nhỏ luôn. Trời ơi vậy đó hả? Tự xử luôn. Trời ơi. Không nhưng mà cái tình trạng của chị Thi á là do là cái răng cửa bị mất á, xong là bắt đầu là cái răng số 2 nó chạy vô gần chỗ cái răng cửa, thành ra là nhìn cái hàm nó bị không có đều. Không có đều đúng không? Không có đều. Nhưng mà sau khi mà bác sĩ mất tự tin nụ cười luôn. Không, mất tự tin luôn hả? Tự tin. Nhưng mà để vậy lâu là có đi làm đâu. Cứ bận công việc, cứ đi làm với là nhát nữa. Thôi nhát sợ đau hả? Nên là vừa bận rồi xong rồi vừa sợ đau nữa, cái không làm luôn, kệ nó luôn. Vậy mấy lần nhút nhát lắm, tục ra tục vô. Vậy đó hả? Có nghĩa là chị cũng về mấy lần có ý định làm răng rồi. Mà nhát. Mà nhát không làm. Ở bệnh cũng vậy luôn, đi tới nha sĩ rồi, khám rồi, lấy mẫu rồi, xong về thục. Về thục, không làm. Trời đất ơi. Sợ đau. Nhưng mà đợt này làm răng xong thì chị thấy sao?
tự tin lên. Không, ý là nó có đau như mình tưởng tượng không? Không có đau, không đau luôn. Có đau chút nào không? Mới đầu vô thì sợ đau đó, nhưng mà thấy bác sĩ chích im chích thuốc tê không thấy không có đau cái gì hết. Không đau không gì hết, cái là em luôn. Có nghĩa là vẫn sợ giống như mấy lần trước, nhưng mà khi mà bắt đầu làm cho tới lúc làm xong là cũng không đau. Nhưng mà thường á nha, nếu mà những người mà làm răng sứ mà trên 20 răng á, thường khi mà gắn răng bác sĩ sẽ chích tê, nhưng mà chị Thi rất là hay nha này nha. Chỉ sợ vậy thôi chứ làm răng nha chị không đau không gì hết á, không cần chích tê lúc gắn răng luôn. À, không cần không chích không gì hết. Nói chung chị nó hơi hút hút chích tí xíu rồi bác sĩ tắt máy lạnh. Tắt máy lạnh đi ra là xong. Lúc mở máy lạnh thì nó hơi gió vô dạ, nó hơi cảm giác mình cảm giác. Lúc mà lấy cái răng đang thử phải không? Đang thử những cái chiếc răng sứ á. Không ngờ là mạnh mẽ vậy luôn á cả nhà. Rất là mạnh mẽ luôn cả nhà. Cái này chắc phải thôi mất tiền lại tại xài ít thuốc tê quá. Ít thuốc tê. Tại xài ít thuốc tê nha cả nhà. Chị không, thì cái bữa mà mài răng xong rồi bác sĩ nói là bác sĩ lịch đúng không? Dạ bác sĩ lịch. Em sẽ lấy chị tỉ răng chị thêm mấy cái nữa, mấy cái cần phải lấy. Trời ơi, tự nhiên mồ hôi nó tốt rồi đó. Tại sợ lắm, lúc trước có lấy một cái như này nè, ở bên Mỹ. Dạ, dạ. Đau lắm. Dạ đó hả? Đau mà sưng về không ăn được luôn á. Ý là chị lấy tùy ở bên Mỹ á hả? Có một cái rồi, con khùng như nè. Dạ, dạ. Lâu rồi, mười mấy năm rồi. Tắm răng á, đi lấy đại cho đó. Dạ, dạ. Muốn nó muốn cả người luôn á. Mà còn đợt này lấy tỷ sao? Em lưu lấy 3 cái luôn á. 3 cái chứ không phải 1 cái nha. Nhớ rồi chưa? Nói thiệt luôn á hả? Thế 3 cái. Mới đầu nó lấy 2 chứ hồi đó nó lấy 3. Không tại bên đây mấy cái mà nó chìa quá thì bác nó cần phải lấy. Phải lấy thì cho nó vô cùng cho nó đẹp. Với lại cho nó bảo đảm luôn. Nó coi về điểm nhất gì đó. Dạ. Thôi nghe nói vậy thôi kệ. Lấy 2 cái kia yêu quá mà thôi. Cho thử luôn. Là lấy tỷ 3 cái. Tại vì đó mấy cái răng nó bị hơi chì ra ngoài, nó hơi lệch á, thành ra là bác sĩ lấy để đưa nó vô cung luôn cho nó đẹp. Nhưng mà cũng một cái mài nó chỉ vừa đủ khoảng thôi, thì lên răng nó rất là đẹp. Và thật sự là em thấy rất là hài lòng luôn á. Không, chị cũng là không, có nghĩa là em làm em tự thấy hài lòng á. Dễ hả? Có nghĩa là giống như sản phẩm mà mình khi mà mình trao cho khách á, em nhìn em đi lên đi xuống em cứ thấy tự hài lòng. Ghê thích không? Cái màu răng thích cái màu răng chưa thấy ai sợ cái màu răng mình giống như vậy hả? Đi sợ cảm nhìn đây nè, của em nó cũng trắng hơn chị mà trắng hơn nhưng mà tùy theo thôi, nhưng mà không dễ hả? Khi nó quá trắng luôn, nghe quá trắng luôn hả? Nói chung cái răng của em cũng bị nhiều cô chú chê dạ lắm. hôm bữa mấy cô chú nói trời vậy em là phải có dung răng em dễ tôi mới làm răng nha, nhưng mà tôi yêu cầu là không được làm cái màu răng đó nha. Chú ơi nhưng mà làm cái màu của chị nó cũng vừa, nó màu số 3. Màu số 3 không? Em thấy cũng đẹp, nó cũng vừa. Con ơi, con quay con lia đi, con đừng đứng một chỗ vậy con ra vô vậy nè. Đừng có đứng một chỗ vậy con. Nó cameraman mới mượn ra ra quay. đúng rồi, mình có đứng một chỗ vậy coi nó bị chán á con. Bữa bác nói sao chị? Bác nói là nhìn nó nói nó nhiều hơn nói gì quên rồi, này là cái bệnh chung nha cả nhà. Mới đang nói gì cái xoay qua chuyện cái chuyện đây là quên đi cái chuyện khác liền á. Dạ, thì anh chị lợi bên Mỹ lâu chưa? 23 năm rồi. 23 năm gần 24 năm. Gần 24 năm. Con gái chị chắc lớn hết rồi chứ hả? Lớn rồi. Gái sắp tới cháu nội rồi. Tới cháu nội rồi. Nhìn nhộn. Thiệt chứ bộ. Cái cháu nội luôn rồi. Rồi giờ sắp có cháu ngoại. Trời ơi, con lớn dữ vậy luôn á hả? Gái thì tên mấy rồi? Tâm Hai. Không ấy, chắc em phải gọi chị là cô á chị. Đó. Em biết cái chuyện á. Nghe cái màu mà con gái mà 32. Vậy là con trai lớn hơn nữa hả? Không, con trai nhỏ. Trai nhỏ hả? Nhưng mà có con trước chị. À, dạ, là con gái lớn chị là 32. Trời ơi, em là 38 chị, em phải gọi là em phải gọi là chị, em là cô đấy. Chị thôi dễ thương. Thì hai anh chị là bữa trước là nhà mình đi đến là nguyên một gia đình đúng không? Nguyên gia đình đó, đi sợ quá rủ nhau kéo nhau đi á. Em nhớ hình như 4-5 người gì á. 4 người luôn, 2 đứa em luôn,
ông xã là bốn, rồi thêm bà chị, ông anh rể, thêm bạn nữa. Em nhớ là đi đông lắm, xong rồi bắt đầu là đến tư vấn ra. Bữa nay đi ba người, từ từ cái sĩ số giảm bớt, đi 5 người hay 6 người gì đó. Sau đó cái lúc mà quyết định làm á thì là có em gái, xong rồi có chồng nữa đi cùng với chị, rồi bây giờ là gắn răng thì còn hai vợ chồng thôi. Sĩ số giảm bớt dần dần, giảm dần. Tại vì bữa đi mài răng là thấy ông nào là nói bữa nay là thấy là mình ngồi chắc không sao đâu, bữa nay gắn không sao đâu. Dạ. Không sợ không có gì hết á, tại vì thường mình mặc cái bữa mài thì luôn thiệt sợ quá, sợ nghe nói 20 cái nha, nghe mà mài 20 cái răng sợ gì. Mấy người bạn lên bển nó giàu lắm, nó miệng miệng vậy đó hả? Làm thì không có sợ mà nghe người ta hâm là sợ. Hâm nó rất là sợ. Em thấy nhiều cô chú, nhất là mấy cô chú mà chuẩn bị cắm implant nha, bắt đầu đi hỏi ta coi có đau không, thấy người ta sẽ tả những cái nó rất là rùng rợn. Rồi đi tự đi vô trong website, tự vô YouTube, xong rồi mở mấy cái giống như mấy người mà người ta phẫu thuật á, mở ra coi xong ghê quá, xong sợ luôn. Thành ra là tự nhiên nó giống như mình tự mình nhát mình á, cái thực ra đâu có gì đâu, không rất là đơn giản. Đúng rồi, 6 tháng đi vệ sinh răng một lần. Rồi, đúng rồi, 6 tháng đúng rồi. Dạ, ok nha.
có bảo hiểm mà. Là đi chứ. Cái 6 tháng thì làm. Dạ, và hai chị em Dung xin phép kết clip ở đây. Rất là cảm ơn quý bà con cô bác đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh.